Mà thầy hôm nay có ra chùa làm lễ, làm tạ thầy. Con về làm lễ thế thì bố mẹ cũng phải chứ. Thế làm ăn thế nào? Thế đi chợ thì chắc làm ăn cũng được không? Chứ được rồi, cố gắng thôi. Bây giờ đi làm gì cũng vậy, mình khỏe bệnh rồi thì mình phải đi làm. Hôm nay về có lễ thì thầy sẽ vào làm lễ cho nhá. Thế làm lễ cầu cho nó mạnh khỏe thêm nữa, đi làm cho nó được đa tài đa lộc nhá. Thế đi để thầy vào làm lễ, phòng chùa làm lễ trước. Đi vào chùa cơ. Biết thầy. Đấy, Hằng ngồi lên tí nữa, Hằng ngồi lên giữa. Con giả Nam Mô A Di Đà Phật. Con giả Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật thì con này chín phương trời, con này mười phương đất, con này chư Phật mười phương, con này mười phương chư Phật, con này Đức Phật Tổ Ma Tòa Tam Bảo, con này ông Đức Ông, con này ông Đức Thánh Hiền, con này bên Hồ, con này bên Pháp, con này Bát Bộ Kim Cương Thập Bát Long Thần Giả Lan Chân Tể Khai Quản Đội Tự Chùa Quỳnh Lâm. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm Ất Mùi Niên 2015, tại chùa Quỳnh Lâm Tự, thôn Cốc Lâm, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, nay Nhất Tâm Tưởng Vạn Tâm Cầu. Nay thầy chủ xứ con là Minh Tâm, nay cùng gia đình tiến chủ ông bà Nguyễn Văn Cung 1961, bà Phạm Thị Tư 1964, cháu Nguyễn Thị Hàng 1992, Nguyễn Văn Đông 1984, Nguyễn Thị Thảo Trâm 2012, nay sinh quán tại thôn Hợp Tiến, xã Mỹ Đức, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, nay trú quán tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Nhất Tâm Tưởng Vạn Tâm Cầu. Để ngày hôm nay, cháu Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1992, xin tu thiết lễ nghi, thanh bông trà hoa quả, tiền trần gạo sống để có một ly một lai. Kính về ba tòa Đức Phật chùa Quỳnh Lâm, kính hội đồng Phật chùa Quỳnh Lâm, để xin gia hộ cho tất cả đồng gia quyến đảng, nam nữ tử tôn, dâu trai gái rể, nội ngoại tương tề, ba bề bốn bên của gia đình ông bà Nguyễn Văn Cung và bà Phạm Thị Tư được bảo bình an vô sự, được sở cầu vạn ban như ý. Con giả Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin ba tòa Đức Phật năm 2014-15, cuối năm 2014 và đầu năm 2015, cháu Phạm Thị Hằng không may bị lâm lạc, về chùa Quỳnh Lâm được Phật, được Pháp, được Tăng, được thầy chủ xứ gia hộ, cho con được tai qua làng khỏi, bình an vô sự. Ngày hôm nay để con về trình ba tòa Đức Phật, trình hội đồng nhà Phật, để cho con được bình an vô sự, tai qua làng khỏi. Nay không coi may không bị con bị lâm lạc, được Phật, được Pháp, được Tăng, được thầy chủ xứ gia hộ, cho con được bình an vô sự. Nay con đã khỏe mạnh về đi làm ăn, để được người gia hộ cho con được sở cầu như nguyện, sở ý tòng tâm. Nay con giải tấm lòng thành để có một ly một lai về để kính ba tòa Đức Phật, ban cho con có lộc buôn, lộc bán, lộc mua may bán đất, mua chín bán mười, mua tươi bán tốt, điều lành mang lại, điều dữ xin Phật tống xoáy cho tận cùng, để cho con được sở cầu như nguyện, để con có nhân, có duyên, đứng đầu, đứng bóng,
đứng số và đứng sổ thiên đình trong gia đình được trên toàn tứ hòa. Địa cầu cho gia đình ông bà Nguyễn Văn Cung và bà Phạm Thị Tư được hạnh phúc trăm năm, đầu bạc răng long bách niên dây não. Cầu cho cháu Nguyễn Thị Hằng khỏe mạnh, làm ăn tai qua nạn khỏi. Cầu cho Nguyễn Văn Đông và cháu Nguyễn Thị Thảo Trâm được bình an vô sự, được sở cầu như nguyện, sở ý thổng tâm cầu cho toàn thể gia tiên tiền tổ bà cô mạnh hoàng mong quận của gia đình ông bà Nguyễn Văn Cung và bà Nguyễn Thị Tư được siêu sinh tịnh độ. Đến nay con có chú quán tại phường Đồng Tâm làm nghề buôn ngô bán hoa quả, để xin con đi con lai để cho người trần gian được bình an mạnh khỏe, để được sở cầu như nguyện, sở ý tòng tâm. Nay gia đình giải tấm lòng thành để biết ơn ba tòa Đức Phật, biết ơn hội đồng nhà Phật, biết ơn hội đồng Thánh Mẫu, hội đồng Thánh Giá, hội đồng các quan tại chùa Mẫu Quỳnh Lâm, để biết ơn thầy chủ xứ. Con xin bái tạ con dạ Nam Mô A Di Đà Phật, xin ba tòa Đức Phật đại tác chứng minh cho Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, để mời con về đến nhà mẫu để thầy làm việc, để tiếp thầy xin cầu mẫu cho con mạnh khỏe. Đi cửa ngách. Hằng ngồi ra giữa này. Ngồi giữa. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con này Nam Mô A Di Đà Phật. Con này Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con này chín phương trời, con này mười phương đất, con này chư Phật mười phương, con này mười phương chư Phật, con này Đức Phật Tổ ba tòa Tam Bảo, con này ông Ngọc Hoàng giáng hạ tinh quân, tả lăng tào lục tư diên thọ, hiếu bắt đầu giải trừ tế tinh quân. Con cầu đến vua cha Bát Hải Đồng Đình Thập Điện Minh Vương vua Diên Vương Vĩnh Quốc. Con cầu đến tam tòa Thánh Mẫu, tam phủ Công Đồng, tứ phủ Vạn Linh Thần Đình Tam Tứ Phủ, xin hội đồng Thánh Giá, hội đồng các quan mẫu thượng chùa Quỳnh Lâm. Còn để con xin Đức Phật Trần Triều Hưng Đạo Đại Phương Linh Tử kết bạc đệ nhất vương cô và đệ nhị vương cô. Con cầu đến Thái Thượng Lão Quân, lục vị Đức Ông, đồng cước tứ quân thiên ngưỡng đàn trung bản điện chùa Quỳnh Lâm. Để con cầu Đức Chúa Thượng Ngàn Bát Bộ Sơn Trang thập nhị tiên đàn 36 cửa ngàn trí tuệ linh ứng đàn trung bản điện chùa Quỳnh Lâm. Để con xin mẫu cửu trùng thiên vô cha đến tiếp con cầu Quỳnh Hoa công chúa, Quế Hoa công chúa, 12 cô công chúa tiên đàn, ngũ vị tôn quan đệ nhất thượng thiên, đệ nhị thượng ngàn, đệ tam người phủ, đệ tứ công sai, đệ ngũ quan tuần trai linh ứng đàn trung bản điện chùa Quỳnh Lâm. Để con xin tứ phủ chầu bà, 12 đức chú mẹ, chú hoa, chú mượn, chú mãn, chú đồn, chầu cả thượng thiên, chầu đôi thượng ngàn, chầu ba thầy phủ, chầu đệ tứ không sai, chầu năm quốc lệ, chầu sáu lục cung, chầu bảy đồi ngang, chầu tám bát ngàn, chầu chín đền sòng, chầu người đồng mỏ, linh ứng đàn trung bản điện chùa Quỳnh Lâm. Để con cầu đến tứ phủ ông hoàng, hoàng cả thượng thiên, hoàng đôi thượng ngàn, hoàng ba thầy phủ, hoàng đệ tứ không sai, hoàng năm quốc lệ, hoàng sáu lục cung, hoàng bảy bảo hà, hoàng tám mắt bồ hùng binh, hoàng chín đền sòng, hoàng mười đồng mỏ, linh ứng đàn trung bản điện chùa Quỳnh Lâm. Để con cầu tứ phủ thì cô cả thượng thiên, cô đôi thượng ngàn, cô ba phải phủ, cô đệ tứ công sai, cô năm bắc lệ, cô sáu lục cung, cô bảy đồi ngang, cô tám mắt ngàn, cô chín đền sòng, cô mười đồng mỏ, cô bé thượng ngàn, cô bé tân an, cô bé chùa hà, linh ứng đàn trung bản điện chùa Quỳnh Lâm. Để con cầu thì năm dinh quan lớn, mười dinh quan lớn, ngũ nôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần, thiên bảo thần xích, quảng xà bạch xà, quan cái năm cái tháng cái ngày cái giờ, quan thủ cờ thủ kiếm thủ ấn thủ đeo thủ trưởng thủ địa táo quân thần đất thả bá thần tỳ tại bản điện mẫu thượng chùa Quỳnh Lâm. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2015 Ất Mùi niên, nay nhất tâm tưởng vạn tâm cầu, nay thầy chủ sứ con là Minh Tâm,
cũng chủ nhan mẫu thượng chùa Quỳnh Lâm con là Minh Tâm. Nay nhất tâm tưởng Phạm Tâm Cầu có gia đình ông bà Nguyễn Văn Cung 1961, bà Phạm Thị Tư 1964, Nguyễn Thị Hằng 1992, Nguyễn Văn Đông 1984, cháu Nguyễn Thị Thảo Trâm 12 tuổi, nay ở quê ở Hợp Tiến, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, trú quán tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nay nhất tâm tưởng Phạm Tâm Cầu thì gia đình ông bà Nguyễn Văn Cung và bà Nguyễn Phạm Thị Tư có lễ về tại chùa Quỳnh Lâm để xin ăn mảnh Phật, ăn mảnh Pháp, ăn mảnh Tăng, ăn mảnh Tam Tòa Thánh Mẫu Hội Đồng, Thánh Giám Hội Đồng các quan tại mẫu thượng chùa Quỳnh Lâm. Đến nay ngày hôm nay, Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1992, vì nhân, vì duyên, vì đầu, vì số thiên đình. Trước đây con có bị lâm lạc, con về được Phật, được Pháp, được Tăng, được Tam Tòa Thánh Mẫu Hội Đồng, Thánh Giám Hội Đồng các quan chùa Quỳnh Lâm gia hộ cho con, để con được tai qua nạn khỏi, tươi mặt bằng bạc, đỏ mặt bằng người. Nay có mất một Phật đã ban cho 10, mất 10 Phật đã ban cho 100. Để nay hàng vụ hàng năm để gia đình đủ ăn đủ mặc, dần dần dư dật và tráng lệ gia trang. Ngày hôm nay đầu đội mạnh lệnh đàn tôi để Nguyễn Thị Hằng về xin sóc vọng đèn nhang để con xin bái vọng ba tòa đức Phật chùa Quỳnh Lâm. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Năm 2014-15 nay trong Nguyễn Thị Hằng không may bị lâm nạn, về tại chùa Quỳnh Lâm để được ăn mảnh Phật, ăn mảnh Pháp, ăn mảnh Tăng gia hộ cho con ngày hôm nay, để con có sức khỏe, tai qua nạn khỏi, làm ăn được thơm tay mê nghiệp, được sở cầu như nguyện sở ý tổng tâm. Nay thầy chủ sứ cầu lên hội đồng nhập Phật, hội đồng nhập mẫu để gia hộ cho con, để tươi mặt bằng bạc, để con có nhân có duyên, đứng đầu đứng bóng, đứng số đứng sổ thiên đình, để cho con được bảo bình an vô sự. Buôn bán thì được mua may bán đắt, mua chín bán mười, mua tươi bán tốt, để con xin cầu tài cầu lộc, cầu bình an, cầu cho gia đình con được an khang thịnh vượng, cầu cho toàn thể gia đình con được duyên sinh trưởng thọ kim thần. Con giả Nam Mô A Di Đà Phật. Nay con cha con mẹ, con của vua mẫu, con chúa con trầu, con của mẫu thượng chùa Quỳnh Lâm, nay Nguyễn Thị Hằng đã đầu đội mệnh lệnh làm tôi để xin mẫu ban, xin 12 cô cai đầu thủ mệnh cho được yên an lành số, cũng để cho xin 12 cô sơn trang ban tài tiếp đầu cho Nguyễn Thị Hằng được sở cầu như nguyện sở ý tòng tâm. Con dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy con Nam Mô A Di Đà Phật xin người đại tác chứng minh cho gia đình tiến chủ được sở cầu vạn ban như ý. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thầy hỏi con thì lúc này bố mẹ con có khỏe không? Bố mẹ khỏe. Thế từ ngày trước đây thì lúc mà con không ai bị rồ rở, con chẳng biết gì đâu. Thế nhưng mà thôi, từ lúc khỏe rồi thì về gia đình thì vẫn đi làm buôn buôn ngô bắp chứ con? Vâng ạ. Thế bố mẹ vẫn buôn ngô bắp, thế mỗi ngày có kiếm được 50-100 không? Có. Thôi cố gắng con ạ. Thì sau vô khúc người có lúc không ai bị lâm nạn, về đến chùa thì thầy là những người do thiên giáng thế mà thầy phải phổ độ cho chúng sinh. Thế thì lúc bây giờ con thì con chả biết gì. Thế thì trong quá trình thì thôi thì mẹ con đưa con về đây. Thế thì trước hết là thầy cũng thấy một cái điều kiện mà người đời không may gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu. Thế thầy có giữ lại gia đình ở đây ăn Tết. Thế và giữ con ăn Tết đến ngày mùng 4 thì thầy cho con về. Thế thì trên tinh thần thì thôi thì thầy cũng cầu mong được tất cả những cái gì khi tai qua đã nằm còi thì về thầy mong cho một gia đình sum họp, mong cho gia đình được hạnh phúc, mong cho các con khỏe mạnh để làm ăn, giúp cho bố mẹ, giúp cho gia đình, cho đỡ cho cộng đồng xã hội và giúp đỡ cho tất cả người gia đình nội ngoại tương tề ba bè bốn bên và đỡ cho gánh nặng của bố mẹ. Thế bây giờ con đã khỏe rồi, con phải cố gắng làm sao làm ăn cho nó tốt, và hai nữa là để giúp cho bố mẹ để con ngân có xuyến nhá. Thế thì thôi hôm nay về làm lễ. Thầy thay lời cho nhà Phật, thầy chỉ biết là động viên, biết con khỏe, con được làm người đến ngày hôm nay thì cũng phải đầu tiên nhất phải ơn nhờ ở trời, ơn nhờ ở Phật và ơn nhờ thầy chủ sứ. Thế còn thôi thuốc cha ma cầu có bệnh thì bái tứ phương. Chứ thực ra mà nói thì cũng người trần gian rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh rồ rở về chùa Quỳnh Lâm này cũng được đều được xã hội, được trở về đoàn tụ gia đình chứ không phải riêng mình con.
Thế nhưng ở đây thầy vẫn thường luôn mong rằng là ngày đêm các Phật tử được làm người là thầy cũng vinh hoa lắm rồi, thầy chẳng mong ngoài một điều gì. Thế thì con cũng được mẹ con và gia đình kể chuyện cho biết đấy. Thì thầy đây không phải sống vì đồng tiền, mà không phải vì đồng tiền thầy mới cứu người, mà thầy chỉ sống bằng cái tâm cao, cái tiết nghiệp của thầy của thôi nhá. Thế thôi, con đã về đến chùa, thầy không biết nói gì, chỉ xin tay lời cho nhà Phật chúc cho toàn thể gia đình bình an mạnh khỏe và an khang thịnh vượng. Thế thì trong lúc mà con bị nâng nạn thì thầy cũng chỉ biết rằng là nói với bố mẹ con thôi. Thế còn khi con khỏi thì thầy cũng chỉ biết động viên, phải không ạ? Thế thôi, cố gắng mọi cái là cứ giữ gìn cho tốt. Còn dù ai nói ngược, nói xuôi, người ta bảo mình giàu, mình dở, mình cứ để trong tâm mình, ai rơi đoạn nào biết đoạn đấy. Nhiều con em, các ông bà còn khó khăn hơn con rất nhiều. Thế nhưng mà người từ cõi âm trở về như con thế là tốt rồi, đi các bệnh viện tâm thần. Đấy, thầy xem cái hồ sơ bệnh án hoàn toàn không đảm bảo ba bệnh viện lớn cũng không ăn thua gì mà con đã về chùa Quỳnh Lâm. Có ngày hôm nay thầy trò ta còn ngồi với nhau mà vẫn còn nhìn thấy nhau, thế là quý rồi, phải không ạ? Thế thôi, con sẽ cố gắng nhé. Thế thì về cho thầy chúc sức khỏe bố mẹ và gia đình. Thế và con cố gắng làm ăn ở trên đó, nếu có khó khăn cái gì thì con cứ về chùa để thầy xin gia hộ. Nghe cho thầy trò nó là chỉ là một cái điều chia sẻ, không những thế mà của Phật của bà hạ giá số đây còn rất nhiều những ông bà con em còn đang làm ở tại chùa đây, người ta cũng vẫn đang mong ngoài từ ngày từ giờ để tai qua làm khỏi. Nghe chưa? Cái từ ngày con đi thì đến giờ bây giờ phút này thì thầy cũng nói thực luôn là không phải một mình con, nó lên tới còn hàng trăm người, người ta được ra về đoàn tụ, người ta vẫn bình thường. Thế còn trong lúc mà con chả biết gì thì thôi, cha mẹ cũng như con cũng chỉ biết là ăn mày Phật, ăn mày Pháp, ăn mày Tăng nhá. Thế thôi, trên tinh thần thì thầy cũng một lần nữa thì thầy xin thay lời của nhà Phật, xin thay lời cho thầy chủ xứ để chúc toàn thể gia đình con và ban cho con một cái phước lành để xin Phật, xin mẫu, xin Pháp Minh Tăng. Hai nữa là con của nhà mẫu đây rồi. Thì nơi đây là nơi quê hương thứ hai của mình. Ở nhà có tổ tiên, ra chùa thì có chùa. Thế chùa là nơi tâm linh, là nơi mở cửa để phổ độ cho chúng sinh. Mà chùa Quỳnh Lâm này là thuộc nơi di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nhà nước, cấp công nhận, chứ không ai vẽ được đâu con ạ. Thế ở đây thì các thầy không mang một cái tố chất nào mà tâm linh mà nó đang mang một cái hoặc những cái điều mà các thầy nhảm nhí thì thầy không làm. Thế còn nếu mà làm thì dấu sao cho nữa thì ai hiểu đến đâu thì đó là được người đó. Thế nên thôi, để con được trong cái quân số mà người được thầy phổ độ mà con khỏe đến ngày hôm nay là thầy mãn nguyện rồi nhá. A Di Đà Phật. Thế thì con có đôi lời nói gì với thầy không? Con cứ nói to lên đây, nói thật to. Thôi thế thì thầy mừng rồi nhé. Thôi cố gắng thôi, thì thầy trò cũng không phải cảm động gì đâu. Đó là thầy đã nói rồi, hôm nay con về đến chùa mà hôm Tết thì con về thì thầy nhìn thấy con khỏe nhưng mà thầy không nói chuyện được, thì hôm nay con lại về để đến ngày mai, ngày kia là ngày mùng 1 rồi. Thì thầy cố gắng làm sao cũng mong cho con mạnh khỏe. Hai nữa là thuộc cứ giữ gìn sức khỏe cho tốt. Còn có các thầy bên cạnh nhé, không ngại gì đâu, thì đấy là trên tinh thần. Thì thế bố mẹ con có nói chuyện gì với thầy không? Cứ nói to cho gắn. Thôi được rồi, thế là thầy biết rồi nhé. Thế thầy cứ biết là mạnh khỏe này là thầy mừng rồi. Thế thì thôi, thì người ta sống có cũng người có lúc. Thì con sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe cho tốt. Thấy chưa? Thế đừng có nghĩ ngợi gì cả, thôi không có mặc cảm gì cả. Con cái người, người ta đi ăn cắp ăn trộm thì mình người ta mới sợ, người sợ mang tiếng. Nhưng còn mình không may bị dồ dở thì dồ thì nó chảy lúc nào chẳng lẽ dồ mãi à, phải không? Thế thôi, được Phật hộ độ cho thì con cứ mạnh khỏe là thầy mừng rồi nhá. Thế đấy, ở trên tinh thần thôi thì thầy để mời con sang bên kia uống nước nhá. Để sang nước mong lễ tạ Phật con bái. Con nam mô A Di Đà Phật. Thì độ giả nam mô A Di Đà Phật. Ra uống nước. À,
Chân thương được không? Đấy có mượt. Đấy, người ta bảo là sông có phúc, người có lúc. Mà lúc mà gian nan hoàn nạn thì chẳng ai hàng mọi thấy nơi. Thế mà đến bây giờ tôi thì tai qua nạn khỏi, như thế là mình cũng mừng rồi. Đời người có những người mà chả biết làm thế nào, quanh về bố mẹ gia đình còn phải nhốt vào trong nhà, nhốt vào trong buồng, để rút vào trong buồng mà còn phải rút như là kiểu rút ấy á, rút rút cùi. Thế nhưng cái mà thôi, bây giờ mình cũng được làm người là biết đủ mọi cái rồi, biết đi buôn từng bắp ngô, từng củ khoai, lần tảo, có người nó còn đi ăn trộm ăn cắp rồi phải chịu làm nào được. Thế nhưng đây là con biết đi buôn bắp ngô bắp khoai là tốt quá rồi, chả có gì cả. Để con đi ngủ rồi Phú. Mình làm ăn lương thiện, mình đã làm ăn có đời hiện đại, chẳng ai người ta làm gì. Sợ nhất mình làm trái pháp luật, đi ăn cắp ăn trộm bị người ta bắt, người ta chói, người ta nguyền rủa cha mẹ gia đình bỏ. Về nhuộm lại tóc đen thầy ở mắng. Da trắng này, da mày nó ấy đấy, nó trắng lắm, hôm nay nó trắng tinh lắm. Thế nhưng mà nó đi làm ăn thì da này tôi trong bù lại, nhưng lúc làm ăn ốm đau thì cày gỗ đi buôn thì bóc ngô cho nó khỏe. Thế xong rồi để lấy cái đồng tiền ra, trắng chân nó trắng, chân này nó nõn nà này này, nó ăn đâu ngồi đấy, không biết gì đâu, không biết mấy gì cả. Thế thì mày không nữa. Nên là trong những năm gặp rất nhiều những cái trắc trở khó khăn, cháu nó đưa về đây là tôi tưởng là chết, tôi không dám nhận. Bây giờ mình vẫn chẳng biết là trời Phật có độ cho không, có cúng cho nó có khỏi không. Thế mà để nó đâm ra là vì tôi lại thấy có bệnh án bệnh viện, ba bệnh viện tâm thần là đều là Tô Quỳ với Vĩnh Phúc là đều có và Hà Tây có. Thế tôi bảo thế này mà đến bệnh viện đã chữa khỏi thì mình làm thế nào. Thế mà về đây thôi thì đến khi phát hiện ra thì tại sao mà nó là người mà nó lại ăn uống nó như thế, thì tôi bảo thôi thì mình phải xác định kiên trì vậy, thế tập trung quán cơm cho cháu. Thế 5-7 người là tập trung quán cơm, thế ngày thì vẫn phải cho lên để làm lễ Phật. Đến lúc làm lễ Phật thì mình cứ dọa thôi, thế mình dọa nó thì nó không nói, thì mãi sau đến đêm bắt đầu nó mới nói ra, mình mới phát hiện được là à thế là người này là người ta bị như thế. Chứ còn nếu mà nói về câu tâm linh thì bảo làm gì có ma, mà không bao giờ có ma. Thế nhưng bây giờ mà từ cái đó mà tại sao bệnh viện mà lại không có ma, mà tại sao bệnh viện không chữa được. Thế mà mình bây giờ lại Phật báo cho biết là à thế là người này chữa được cho nó con ạ. Thế thì thầy bắt đầu thầy mới quyết tâm đi chứ. Thì quyết tâm mới bảo các đệ tử Phật tử mà thôi, nấu cơm cho canh vào, trộn cơm lên nâng nhau, thầy trò mấy người quán. Mẹ nó thì nhìn đến cảnh chả biết con sống hay con chết thì cũng bảo rồi cũng khóc lóc mãi. Thế nhưng mà thôi thì đến ngày thứ ba trở đi thì thầy thấy bắt đầu là có cái sự hồi sinh rồi, thầy bảo tôi thế là ăn được rồi. Thế ăn được rồi là thầy ăn được lửa bát cơm mà thầy mừng rồi. Thế là bắt đầu mới tập trung vào, vào làm nó cứ thui thổi suốt. Thì mẹ nó thì đi bán ngô, thì bây giờ mà bà nghỉ thì không có tiền mà không có đồng nào cả. Thế nên hôm thứ ba thì bà ngồi trên bếp, bà mới nói với các Phật tử là bà nói thần là con trong người không còn đồng nào. Thế thì thầy bảo về chùa thì tất cả thầy ở đây là bộ đội nhìn thầy nuôi, chứ không có phải đóng góp cái gì cả. Cái tiền nong là tất cả là gia đình muốn ăn cái gì là cho cháu gì, khách đến chơi là không phải cho cái gì hết. Thì ở đây là thầy có tất cả lộc của Phật thầy cho ăn, chứ thầy không cho ăn linh tinh. Đấy là một người khi vào chùa là khi nhập ra đây tiếp tục như vậy. Thế thì thầy bảo không cho ăn cái gì. Thế kể cả từ trước nay các Phật tử vào chùa bao giờ thầy cho gia đình mang cái gì đâu mà. Mang thì không được ăn cái gì cả. Thế thì đây chỉ có trong chùa cho ăn cái gì thì ăn cái đó. Thế đêm hôm bánh trái gọi là thích ăn cái gì, kẹo bánh thì trong chùa thầy có. Thế thầy không cho gia đình mang cái gì vào cả. Thế thì từ đó thì bắt đầu là cháu nó có mỗi một ngày nó tỉnh ngộ rất dần dần. Thế nó dần dần thì thầy bảo thôi thế thì mình đến này thì thầy này bây giờ xong từ ngày đó già béo bao nhiêu. Béo không trắng đen như đúng giờ béo xong bắt đầu xong cái thời kỳ Tết về béo trắng lắm. Bây giờ trắng lắm, trắng cực kỳ. Đây mình ăn trắng như thế nào, mình trắng trắng như trứng gà. Nó trắng rồi, con này trắng lắm. Trắng trắng đẹp đấy. Chùa trắng đẹp. Trắng hồng. Về nhà cứ tưởng bây giờ
hôm ra Tết ấy, nó lên tôi đang khách đồng, nó vào nó kêu tôi, nó bảo ôi thầy ơi thế nào cứ thế nó khóc thôi. Thế là ôi thầy ơi, con đây con hàng đây thế là nó khóc với mẹ, cho nên tôi bảo thôi con ạ, yên tâm thầy không có ngại gì cả, kể nó xong rồi thì nó đã qua rồi thì đừng có cảm động cái gì cả, thầy trò nhau không ngại. Đấy là có mẫu phải thế này, nó phải thế thế. Còn bây giờ mình khỏe thì mình lại chăm chú rồi đi làm. Đấy, thầy vẫn dặn như từ ban đầu, thầy bảo về không làm được cái gì trái pháp luật, mà con cố gắng con cứ phát tâm ban đầu ra, mẹ đi làm gì con làm đi. Nó hôm nay chưa có bắt ăn thì mai sẽ có bắt để kệ nó, không sợ gì cả. Nhất là cái cảnh bố mẹ sinh ra thì con lớn cũng rất bệnh tật, bệnh viện trả chữ được quay về chùa. Đây nhiều người nói với các bà là cho ra đến Lào Bồ Tát. Trước là làm lớp Phật. Công nhận đó là Lào Bồ Tát. Làm lễ khai quá tôi lại phải gọi quay lại. Cảm ơn thầy. Vâng, thầy quay lại. Thầy làm quay lại cho nó vừa nó vui vẻ. Rất là nó được tinh thần thoải mái, đúng không? Tư tưởng thoải mái, tinh thần thoải mái. Ôn lại tí quá khứ, ví dụ thế. Lúc quá khứ chẳng biết gì, phải được nghe lại. Tí nó thế vui. Mà đây cái lúc mà ốm đau thì cái thằng chồng nó bỏ, nó chả quan tâm chi mà nó chẳng thấy gia đình nó hỏi đâu cả, coi bày biệt tâm luôn, nên nó bỏ lại cho cộng đồng, cho gia đình. Mẹ là quá cảm động. Nhớ hàng còn nhớ ngày xưa anh bón cơm hàng không? Đó, thế lại nhớ anh Phú không? Phú mẹ hàng với anh Lội, anh Lội, anh bốn anh ấy. Chăm sóc cho bốn người coi như là bón cơm bón anh cho đầy đủ. Anh này mai mà là cuối lễ đấy. Được lọc rồi. Thế nên là xem theo cùng bảo nếu không có lòng kiên trì thì không chữa được. Vì ai bảo chết mất rồi mẹ, không được xác định là chết. Thế nhưng mà tôi tay này mà nó không cầm được một cái gì nhá. Không cầm được cái gì cả. Không còn một cái gì à? Đúng không còn một à? Không cầm được gì. Mà giữa con người con cứ nào giữa hết là thầy cứu. Thế mà nhìn tôi thương lắm, nó thật ngồi nó ngồi nhìn nó cũng phải là gầy. Vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng không cầm được cái gì ăn á. Thương bảo là ai ăn được, mà chẳng phải bón được nó không? Dù ăn một xìa mà nó bón. Run đấy, run về thuốc. Vì mẹ bây giờ tiêm thuốc cẩn thận nó run quá, nó không ngấy được. Ông phải biết là mẹ cứ bê củ như thế này nè. Ai ăn được, ngày bưng cơm rồi. Run về thuốc. Run về thuốc đầy. Thuốc cẩn thận này rất nha. Điều trị tại chùa Quỳnh Lâm đấy, Bình đang điều trị thế này, điều trị đấy. Xin chào. Đấy. Hiện nay tôi đang điều trị khóa đầu tiên ở tại đấy. Cô rất là quan tâm để ý, tôi phải cố gắng vươn lên. Đấy, Hàn là một người như cô này ngày xưa cũng rất là mệt mỏi. Thầy rất là mệt mỏi với trình chiến tuần này tháng trời để chỉ đạo đấy. Mà lần cúng lần trước là một trong những lần mà thầy vất vả nhất để cúng cho, nhưng mà nhiều người người ta không biết là thầy rất là vất vả để đưa hàng lại trở về với cuộc sống bình thường. Đấy, lại cái bà áo đỏ này uống thuốc coi như là tựa biệt tâm thần về đấy. Đây, còn cả vâng cả bà chị nữa cũng đang được thầy điều trị cho. Đấy. Nội cũng đi bệnh viện Vĩnh Yên nhưng mà tâm thần cũng đi đó. Chị chả khoái thì bây giờ chị chả biết làm nào thì hỏi thăm mãi ra đến thầy thì đến đây thì bệnh nhà thì nhờ thầy thấy đang cứu giúp thì đến bây giờ là bệnh chị đang ổn không? Dạ. Thầy cứ hàng ngày thì kêu Phật tiếp để cứu giúp đỡ chị, rồi chị thì ăn được ngủ được, rồi cũng đôi khi là chị không ăn không ngủ được suốt ngày suốt đêm, chị cứ bâng khuâng suốt ngày. Vâng. 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 Cái phải cảm ơn thầy nhiều. Cảm ơn thầy nhiều. Đây chị này đó, chị này là lười ăn. Chị này chị là lười ăn. Đấy, nói chung là ở đây mọi người rất là vui vẻ, mà Hằng đã khỏi bệnh trở về thăm chùa để cảm tạ cho thầy. Anh này nhân tâm. Thôi thầy thì chỉ có nói với tất cả các Phật tử là thôi thì thầy mong ngày mong đêm cầu trời khấn Phật
để cho tất cả Phật tử con nhang cho mọi chỗ mọi nơi mọi miền tổ quốc là cứ bình an mạnh khỏe, cứ tai qua lạn khỏi, cứ về gia đình là thầy nhìn thấy ai được về là thầy có thấy phấn khởi rồi, thầy chả mong đợi một cái điều gì hết, tiền thầy cũng chả thích, thầy chỉ muốn thích có mỗi làm sao Phật tử khỏi được bệnh là thầy thích rồi, chả thiết vào cái gì cả. Thầy tính thầy thì cũng hay tiếu, thầy thì đem cái sự niềm vui đến mọi người, hòa đồng với mọi người để cho được tai qua lạn khỏi. Bây giờ phải nói không, chứ còn thầy đâu có chả bao giờ thầy khinh ai nghèo, chả khinh ai giàu, chả khen ai giàu, đều được ai cũng như ai đến đây đến chùa đều là một con một nhà, mình chưa nói không có ai được phân biệt người này giàu thì xem, người kia nghèo thì chê, không bao giờ như thế. Sức khỏe nhưng mà tư tưởng điểm của thầy như vậy. Thầy thì thầy cũng từng nói đùa thầy toàn ở với ma với quỷ với cả người dồ, không phải là ở người thường đâu. Thầy hiểu cái cảnh và ngày hôm nay thầy cứu được cô hàng thế nên là có nhiều cái nó khổ như thế nên là cái lời khổ thì người ta có là vào trong chăn thì mới biết là chăn có giận, nếu chả biết thì làm sao mà biết được, thế có vào ăn cọp mới biết là cọp, ai vào cái đợt nào biết đợt đấy. Còn đây là bao nhiêu những ông cán bộ bây giờ nói dùng như là cái con ông Long phó chủ tịch ủy ban dân xã Trung Kiên, ông ấy làm phó giám đốc bệnh viện này gần Yên Lạc kia, mà ông còn bị như con ông bị như thế, nhưng tại sao bệnh viện cũng không chữa được mà phải đưa về đến chùa, mà đến giờ con ông hoàn thiện lại đi công tác bình thường đấy chẳng hạn đấy, như thế đấy, rất nhiều người chứ không phải là ai cả. Thế là thực tế thế, có những đứa cháu 2 tuổi nhưng mà chả làm thế nào chữa được, mà người ta đến đây người ta vẫn bình thường chả sao ấy. Vâng, như thầy nói thế cũng đúng, tại vì bây giờ là như Hằng đấy, ngày xưa rất là vất vả không biết gì cả, bây giờ Hằng đã khỏe mạnh, tức là bây giờ khỏe mập cứ béo tốt như này thôi, thì sang làm thầy gả chồng đấy, xong mà xin thầy kết duyên cho nó là xong, làm ăn xong cái là để cho nó mạnh khỏe, sang năm là thầy gả chồng rồi. Hằng có về nhiều content của cô, về phát về là có người yêu luôn đấy. Rồi, sao lại như